đến với phượng hoàng của trấn. Ban ngày chúng ta sẽ thấy phượng hoàng của trấn như một chiếc tivi đèn trắng, không nổi bật như ban đêm. Ban đêm chúng ta sẽ thấy phượng hoàng của trấn với những ánh đèn rực rỡ và hiện lên như một chiếc tivi màu. Và đến với phượng hoàng của trấn, chúng ta sẽ phải đến với con sông Đà Giang. Đây là con sông Đà Giang. Phượng Hoàng Cổ Trấn nằm ở phía tây của tỉnh Hồ Nam, là thị trấn sở hữu nhiều cảnh quan tự nhiên đẹp như tranh vẽ. Nổi bật nhất là núi non hùng vĩ, hồ nước thanh bình và bầu trời trong xanh. Nơi đây được xây dựng bên dòng Đà Giang thơ mộng hơn 1.000 năm trước, nhưng vẫn còn nguyên vẹn nét văn hóa kiến trúc đặc trưng của nghìn xưa để lại. Trái ngược với sự phát triển không ngừng của Hồ Nam, thị trấn nhỏ này dường như còn ngái ngủ sau 1.300 năm. Đôi mắt tinh tường của người xưa khi chọn mảnh đất này làm nơi an cư lạc nghiệp đã để lại một di sản bất hủ cho hôm nay. Những ngôi nhà cổ áp sát vào núi và soi bóng xuống dòng Đà Giang tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình, khiến Phượng Hoàng trở thành địa danh mà ai cũng muốn một lần đặt chân đến. Được xây dựng từ năm 686 thời nhà Đường, Phượng Hoàng Cổ Trấn trở thành trung tâm văn hóa, chính trị và quân sự của cả một vùng thời Minh, Thanh năm 1368 đến năm 1644, khi đa số cư dân là quân lính được đưa đến thị trấn nhằm chống lại các cuộc nổi dậy của người Miêu. Bức tường thành phía nam được xây dựng vào thời nhà Minh năm 1573 đến năm 1620, tồn tại đến ngày nay như một minh chứng lịch sử cho thời kỳ này. Nhưng kiến trúc tiêu biểu của Phượng Hoàng Cổ Trấn lại do người Hán và người Miêu xây dựng và hoàn thiện vào thời nhà Thanh năm 1644 đến năm 1911. Những hàng mái ngói âm dương chập trùng, uốn khúc, tưởng chừng như vô tận, bao phủ những căn nhà gỗ chênh vênh trên hàng cọc cao 5 đến 7 mét men theo dòng Đà Giang trong xanh hiền hòa. Dọc sông Đà Giang chỉ khoảng 5 km nhưng có rất nhiều cây cầu, có cầu gỗ, cầu đá, nhưng đặc biệt nhất có lẽ là cây cầu Hồng Kiều, duyên dáng với kiến trúc độc đáo, có mái che. Đây là chiếc cầu được thiết kế theo phong cách Phượng Hoàng đặc trưng. Đứng từ bên đây cầu nhìn xa bên kia, bạn sẽ thấy thấp thoáng Phượng Hoàng Cổ Trấn trải dài với những ngõ sâu hun hút, những ngôi nhà rêu phong với những mái ngói cổ âm dương dày đặc, màu xám như đá tai mèo, những tượng phù điêu trên đầu mái cong vút một cách đầy kiêu hãnh. Bước chân vào cổ trấn có tuổi đời hơn 1.300 năm
du khách sẽ có cảm giác như mình đi lạc vào câu chuyện cổ tích. Con sông Đà Giang chảy qua cổ trấn không quá sâu. Đáy sông có nhiều tảo và rêu tạo cho mặt nước một màu xanh lục. Nhìn từ trên cao, Đà Giang như một dải lụa màu thiên thanh trải dài theo phố cổ. Đôi bờ được nối liền với những cây cầu gỗ xinh xinh thanh mảnh. Đi một vòng Phượng Hoàng cổ trấn, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những nét sinh hoạt đời thường của người dân nơi đây. Bên cạnh phong tục tập quán độc đáo của người Miêu, dòng sông Đà Giang chảy qua cổ trấn đã trở thành một điểm du lịch cực kỳ thú vị, thu hút rất nhiều du khách. Theo như lịch sử thì ban đầu Phượng Hoàng chỉ là một thành cổ nhỏ nằm về một phía của bờ sông. Theo thời gian, người dân bắt đầu chuyển sang sinh sống ở hai bên bờ, khiến bờ sông trở thành điểm nhấn đặc trưng của thành cổ Phượng Hoàng. Dọc theo con đường lát đá xanh, những cửa hàng bán các sản phẩm truyền thống của địa phương, từ những vò rượu của người Hán đến đồ trang sức bạc của người Miêu hay những chiếc đèn hoa đăng xinh xắn của người Thổ Gia, luôn tấp nập kẻ bán người mua. Cây cầu, cây cầu này gọi là cây cầu Hồng Kiều. Ngày xưa chỉ có các vua chúa mới được đi qua cây cầu này, bởi vì theo quan niệm của vua chúa ngày xưa, đi qua cây cầu này sẽ thu hút được những cái phong thủy vào vùng đất này và cơ thể con người sẽ trở nên khỏe mạnh. Ai đi đến Phượng Hoàng cổ trấn nên đi qua cây cầu Hồng Kiều này. Sông Đà Giang đều khoác lên mình một tấm áo riêng biệt. Mùa xuân, những chồi non hé nở soi bóng xuống làn nước trong xanh. Dòng sông như nàng công chúa vừa thức giấc sau giấc ngủ đông dài. Mùa hạ, mặt sông rực rỡ với những tia nắng lấp lánh như dát vàng. Mùa thu, dòng Đà Giang như một nàng thiếu nữ dịu dàng xinh đẹp. Mùa đông, dòng sông huyền ảo hơn bao giờ hết với màn sương mù bảng lảng. Dạo bước dọc sông Đà Giang, bạn sẽ cảm nhận được không khí tĩnh lặng thanh cao của bề dày 1.300 năm lịch sử hiện hiện ngay trước mắt mình. Con sông Đà Giang gắn liền với cái tên Phượng Hoàng. Nơi đáy sông là môi trường sinh sống của vô vàn loài tảo, rêu khác nhau, khiến dòng sông như biến thành màu áo xanh lục. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, Đà Giang như một người thiếu nữ thả dáng theo con phố cổ kính. Đôi bờ được nối liền bởi những cây cầu gỗ xinh xinh thanh mảnh. Nguồn gốc tên gọi Phượng Hoàng cổ trấn gắn với một đôi chim Phượng Hoàng vốn đã tu luyện ngàn năm bên Đức Phật. Vào một ngày nọ, đôi chim chứng kiến vùng đất nơi đây chìm trong hỏa hoạn rất nguy kịch. Xót thương cho người dân, đôi chim đã cùng nhau lao vào lửa nguyện hy sinh mạng sống để cứu mảnh đất này. Tên gọi Phượng Hoàng Trấn cũng từ đó mà ra.
Phượng Hoàng của trấn còn thu hút du khách nhờ lịch sử hơn 1.300 năm với các khu vườn cổ, các tòa nhà đặc biệt, các cây cầu thanh lịch, tòa tháp và ngôi chùa bí ẩn. Những công trình kiến trúc này được xây dựng từ thời nhà Minh và nhà Thanh. Các điểm tham quan nổi tiếng của Phượng Hoàng cổ trấn bao gồm vườn Welcher, lâu đài Hoàng Kiều Thành, đền thờ Thiên Vương, sảnh Đại Thành, cung điện Trao Giang, ngôi mộ của Thẩm Tòng Văn và ngôi nhà của Siêu Si Linh. Ngoài ra, Bắc Môn Cổng Thành và Nam Môn Cổng Thành là những pháo đài tuyệt đẹp của vùng đất này. Cái hồn của Phượng Hoàng cổ trấn là những câu chuyện lịch sử, những trang phục, những điệu múa lời ca. Tất cả đều được lưu giữ một cách đầy trân trọng và tự hào. Trải qua biết bao nhiêu bậc thang, chúng tôi đã lên đến đỉnh núi của Phượng Hoàng cổ trấn. Đây là đỉnh núi cao nhất ở Phượng Hoàng cổ trấn. Khi lên đến đỉnh này, chúng ta có thể nhìn được toàn cảnh của Phượng Hoàng cổ trấn cổ kính tại đây.